Dương Mịch giàn giụa nước mắt tiết lộ nguyên nhân ly hôn Lưu Khải Uy. Cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực và gây tranh cãi của Dương Mịch và Lưu Khải Uy cho đến nay vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Không thông báo lý do cụ thể, cũng không bao giờ đề cập đến nhau hậu chia tay. Cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều khiến cho CNET tò mò về nguyên nhân đằng sau đẩy hai người vào tình cảnh cạch mặt nhau đến nhường này. Cho tới tận bây giờ, vẫn có rất nhiều fan nuối tiếc cho chuyện tình tưởng chừng viên mãn và hạnh phúc mãi mãi của hai người. Từ cặp đôi vàng nổi đình nổi đám luôn xuất hiện trên mọi trang đầu của các tờ báo, họ trở thành những ngôi sao tai tiếng bậc nhất khi liên tục vướng phải tin đồn ngoại tình và ly hôn. Nhiều người cho rằng vì Vương Âu và Lý Dịch Phong mà Dương Mịch Lưu Khải Uy mới ly hôn. Theo đó, Dương Mịch được cho là bị bắt gian tại trận khi ngoại tình với Lý Dịch Phong, còn Lưu Khải Uy lại nổi bần bật trên các mặt báo vì ồn ào đọc kịch bản vào lúc đêm khuya với người đồng nghiệp xinh đẹp Vương Âu. Tuy nhiên, theo một thông tin khác thì Dương Mịch từng tiết lộ nguyên nhân ly hôn của cô và Lưu Khải Uy không liên quan đến kẻ thứ ba. Khi vừa mới sinh con được 3 tháng, vì quá coi trọng sự nghiệp cũng như sự nổi tiếng nên nữ diễn viên 34 tuổi này đã quyết định trở lại làm việc, thời gian dành cho gia đình trở nên rất ít. Tuy nhiên, trang BZS mới đây đã có bài viết được một nguồn tin trong giới tiết lộ về nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân của cặp Uy Mịch đổ vỡ. Nữ diễn viên từng giàn giụa nước mắt chia sẻ lý do cô và chồng cũ ly hôn là bởi bản thân mình quá bận rộn, thời gian dành cho gia đình vì thế cũng trở nên ít ỏi. Hai vợ chồng không có thời gian bên nhau, tình cảm dần trở nên phai nhạt. Nữ diễn viên cũng bộc bạch rằng đối với cô, Lưu Khải Uy là một người đàn ông tốt, cả hai từ trước đến nay chưa từng cãi cọ. Trong một bài phỏng vấn cũ, Lưu Khải Uy cũng từng phàn nàn rằng Dương Mịch quá bận rộn, dần dần cặp đôi trở thành hai người xa lạ. Bài viết của BZS cũng nhấn mạnh rằng lý do thực sự hai người quyết định ly hôn không hề liên quan đến Lý Dịch Phong hay tiểu tam tin đồn Vương Âu. Có lần trong một bài phỏng vấn cũ, nữ diễn viên có những lời bộc bạch dường như cố tình ám chỉ tới Lưu Khải Uy. Trong show Kỳ Ba Thuyết, nữ diễn viên thẳng thắn tiết lộ: "Tôi thích những người đàn ông có tính cách độc lập, mang lại cảm giác tự nhiên, không gò bó." Điều này được netizen suy đoán rằng Dương Mịch hàm ý Lưu Khải Uy không có tính cách trên, khiến cô cảm thấy chán nản. Bên cạnh đó, CNET cũng tìm được một bài phỏng vấn cũ của nữ thần họ Dương chia sẻ về quan niệm tình yêu: "Khi hai người ở bên nhau cần phải có mục tiêu chung. Tôi vốn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Tôi không thể chịu đựng được cảnh bị người ở bên cạnh kéo chân gây cản trở. Tôi hy vọng sẽ tìm được người đàn ông khiến tôi phải ngước nhìn." Giờ đây, cặp đôi đã có cho mình những lối đi riêng. Dương Mịch dồn tâm sức của mình về sự nghiệp và cuộc tình mới chấm nở với thiếu gia Ngụy Đại Huân, còn Lưu Khải Uy cắt giảm khối lượng công việc để dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Cộng đồng mạng nhận thấy nam diễn viên không còn đắt sâu như trước, anh bị các nhãn hàng quay lưng và cũng hiếm khi có vai diễn. Thời điểm bị nghi ngờ có quan hệ yêu đương với sao nữ TVB Thang Lạc Văn, anh cũng đã bác bỏ hoàn toàn. Trái với chồng cũ, Dương Mịch vẫn là ngôi sao đình đám nhất nhì showbiz, liên tục góp mặt trong các dự án phim nổi tiếng. Tuy nhiên, nữ diễn viên tam sinh tam thế chịu áp lực không hề nhỏ khi bị dư luận chỉ trích là người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái. Dương Mịch quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân, Khải Uy thì ưu tiên gia đình. Chưa kể, cả hai người đều có những mục tiêu riêng, không tìm được tiếng nói chung, cũng không ai chịu nhượng bộ ai.